Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hịnh vinh, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Trời thương Phật độ, tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, đón nhận phúc báo, vận may cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số cực đậm, tiền tỵ cầm tay. Quý vị thân mến, sống ở đời chúng ta có thể là những người rất bình tĩnh, hiền lành, thế nhưng không ít lần có những biến cố xảy ra khiến chúng ta tím tái mặt mày, chẳng thể giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày. Tử vi học quan niệm rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, hung hỏa là điều không thể tránh khỏi trong vận mệnh mỗi chúng ta. Thế nhưng hung vận lớn hay nhỏ, xảy ra sớm hay muộn thì còn tùy thuộc vào lá số bản mệnh của mỗi người. Người xưa vẫn hay nói, thời thế tạo anh hùng, bởi nếu biết nắm bắt thiên cơ, biết trước mệnh trời, tận dụng cơ hội mà ơn trên ban xuống, thì việc thành công chỉ còn là chuyện trong tầm tay, chẳng mấy chốc mà giàu lên chóng mặt. Đặc biệt trong tháng 5 âm lịch tới đây, người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, được tử vi dự báo, sẽ gặp vô số may mắn, tiền bạc đổ về không ngớt, công danh phất lên hương, đổi đời trong nháy mắt, xóa bay mọi khổ cực trước đó, mà những chú dê đã phải trải qua những ngày tháng đổ mồ hôi sôi nước mắt trước đây sẽ được đền đáp xứng đáng, giàu có gấp bội lần. Vậy chi tiết ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Kỷ Mùi với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông, loài hoa biểu trưng cho sự cao quý. Hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn, có thiên can là canh, địa chi là ngọ, cầm tinh con ngựa. Ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Tử vi tháng 5 năm 2024, tuổi Kỷ Mùi âm lịch cho rằng, nhìn chung người tuổi Kỷ Mùi sẽ gặp được khá nhiều điều may mắn và thuận lợi trong khoảng thời gian này. Do có nhiều cát tinh soi chiếu, bạn làm gì cũng trôi chảy, thậm chí cầu được ước thấy, khiến nhiều người ao ước. Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có nhị hợp chiếu mệnh, bạn biết rõ mình cần phải làm gì. Nếu muốn chinh phục mục tiêu, lại thêm tính cách vui vẻ, cởi mở, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và hợp tác tốt với mọi người. Nhờ thế mà công việc dù khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng, thậm chí có người còn chinh phục được đỉnh cao. Việc hợp tác làm ăn cũng có lợi trong tháng 5 âm lịch này. Bạn nên mở rộng các mối quan hệ của mình, tăng cơ hội gặp được những đối tác, khách hàng triển vọng, khiến đồng tiền đổ về túi từ nhiều nguồn hơn. Khi có đồng tiền rủng rỉnh trong tay, bạn cũng có thể tiếp tục đầu tư hoặc bồi dưỡng cho bản thân để biết thêm nhiều kiến thức mới, hữu ích, phục vụ tương lai. Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui đáng kể, do được Bách Việt chủ đào hoa soi chiếu, bạn trở nên nổi bật trong mắt người khác giới, nên nhận được nhiều lời mời làm quen, tìm hiểu. Nếu có con mắt nhìn người chính xác, bạn có thể tìm được đối tượng phù hợp, phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, tử vi tháng 5 năm 2024, tuổi Kỷ Mùi âm lịch thấy rằng, các cặp vợ chồng thời điểm này hòa hợp với nhau, biết cảm thông với nhau trong cuộc sống. Người tuổi Kỷ Mùi mang mệnh thiên thượng hỏa, lửa trên trời, được ví như ánh lửa của mặt trời, trung tâm của vũ trụ. Ngọn lửa ấy vẫn hàng ngày tỏa sáng, cung cấp ánh sáng cho vạn vật trên cõi nhân thế, vì mang trên mình đức quang huy, sáng lạng, nên họ là những người sống thẳng tính, ngay thẳng,
nên rất nóng tính, ghét sự mờ ám, khuất tất, nên tốt nhất đừng giấu giếm họ chuyện gì. Tuy họ nóng tính, nhưng họ cũng rất độ lượng, hào phóng với bạn bè xung quanh. Họ cũng là những người rất trọng uy tín, đã nói là sẽ làm. Họ sẵn sàng giúp đỡ nếu được nhờ vả, giúp đỡ một cách vô tư, không hề toan tính lợi ích, không hề tư lợi cá nhân. Cũng giống như ánh mặt trời, chỉ phát tán năng lượng mà không hề mong nhận lại, nên họ luôn giúp đỡ, phấn đấu cống hiến hết mình cho cuộc đời, cho cộng đồng và xã hội. Họ yêu nghệ thuật, giỏi văn thơ, thích những màu sắc đa dạng. Không chỉ vậy, họ còn là người chuộng danh vọng, địa vị, quyền hành, đôi khi còn độc đoán, làm theo ý và sở thích của bản thân, thiếu suy nghĩ chín chắn, kỹ càng, nhiều khi phải trả giá cho quyết định của bản thân mình. Đặc biệt, thiên thượng hỏa rất thông minh, học hành tốt, được nhiều người nể trọng. Đó là nét đặc trưng trong con người của thiên thượng hỏa. Nếu ai biết lấy đó làm ưu điểm để phát huy cho bản thân của mình vào công việc, thì chắc chắn sẽ có được vị trí thăng tiến khá cao, được chỗ đứng trong xã hội. Trong giao tiếp, thiên thượng hỏa là những người cởi mở, không thích lấy lòng người khác. Họ chất phác, bộc bạch đúng những gì họ nghĩ, không hề muốn che giấu suy nghĩ của bản thân. Đôi khi cũng chính điều này khiến họ bị cô lập, rơi vào hoàn cảnh đơn độc hay có thể là bị ghét bỏ. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, họ vẫn là chính mình, thiên thượng hỏa, lửa trên trời không bao giờ tắt, vượt qua được mọi khó khăn trong các vấn đề. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng năm âm lịch cho tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về phương diện sự nghiệp, được nhị hợp nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi có cơ hội bước sang trang mới trong tháng năm này. Bản mệnh cần tự tin hơn để có thể nắm chắc các cơ hội xuất hiện trước mắt, khiến người khác phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa. Tháng này, bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa, nên làm việc gì cũng có người giúp đỡ, chỉ điểm. Với những công việc nhóm đòi hỏi hợp tác, bạn và đồng nghiệp làm việc ăn ý với nhau, khiến những nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng. Tử vi tháng 5 năm 2024, tuổi Kỷ Mùi âm lịch thấy rằng, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ở thời điểm này. Đối phương có thể chỉ ra cho bạn những điểm yếu để bạn nhanh chóng khắc phục, hoặc chỉ ra những hướng đi mới để bạn rèn luyện bản thân phát triển theo hướng mới triển vọng hơn. Điều con giáp này cần khắc phục là tính hay lo nghĩ nhiều của mình. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, bạn thường suy nghĩ quá bi quan khi đối diện với rắc rối bất ngờ. Hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Bạn vốn là người có tài, đừng vội vàng bỏ cuộc. Hãy coi khó khăn là cơ hội rèn luyện bản thân, để mình ngày càng trở nên xuất sắc hơn. Về phương diện tài lộc, túi tiền của người tuổi Kỷ Mùi cũng có nhiều cơ hội cải thiện trong khoảng thời gian này. Vì thế bạn cần nhanh chóng nắm lấy thời cơ để vượt lên trên các đối thủ, khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn đưa ra các quyết định hợp tác làm ăn. Nếu thấy có đối tác, khách hàng nào triển vọng, thì bạn nên nhanh chóng ký kết hợp đồng ngay, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt vào tay người khác. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố, nhân lực và vật lực, thì bạn cũng có thể xem xét việc mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất. Tất nhiên, để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra, thì bạn sẽ phải khá vất vả đấy. Song mồ hôi công sức sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Người làm công ăn lương cũng hứa hẹn sẽ được nhận một khoản thưởng nóng kha khá vì những thành tích tốt trong công việc. Đây chính là lời tuyên dương, khen thưởng của lãnh đạo đối với bạn, khiến bạn có thêm nhiệt huyết khi làm việc. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy và hung tinh thiên nguyệt, đôi khi bản mệnh sẽ thấy mệt mỏi, bất an. Song bạn không nên hướng những suy nghĩ của mình theo hướng bi quan. Bạn có thể trao đổi tâm sự với những người đáng tin cậy để được gỡ rối, tìm lại lòng tin cho mình. Về phương diện tình cảm, gia đạo, căn cứ tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Kỷ Mùi âm lịch, bản mệnh có thể xác định tinh thần sẽ được nhận nhiều tin vui liên quan đến tình cảm khi bước sang tháng năm âm này. Dưới tác động tích cực của cục diện nhị hợp cũng như cát tinh chủ đào hoa bách việt, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy người ưng ý. Người độc thân có thể nhiệt tình tham gia các hoạt động tụ tập xã giao trong thời điểm này. Bạn là người có những mặt tính cách rất thu hút, vì thế mà chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi bạn sẽ nhận được rất nhiều lời ngỏ ý làm quen hoặc bày tỏ đến từ người khác giới. Con giáp này đào hoa đến mức bạn có thể gặp được người phù hợp với mình ở những nơi không ngờ tới nhất. Hai người chỉ vô tình gặp gỡ mà đã thấy quen thân, khi nói chuyện cũng có nhiều quan điểm trùng hợp,
cứ như thể đôi bên sinh ra là để dành cho nhau vậy. Với các cặp vợ chồng, quan hệ giữa hai bạn thiên về bình ổn nhưng vững chắc, đôi bên biết trân trọng và bao dung cho nhau nên chẳng bao giờ so đo, tính toán những chuyện nhỏ nhặt. Cũng nhờ có đối phương, bạn thấy dũng cảm và mạnh mẽ hơn khi đối diện với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Về phương diện sức khỏe, công việc liên tục, có những bước phát triển mới có thể khiến cho người tuổi Kỷ Mùi phải vất vả, bôn ba nhiều hơn khoảng thời gian trước đó. Vì vậy, bạn càng cần phải chú ý đến sức khỏe của mình, tránh làm việc quá sức kẻo đổ bệnh. Dù công việc có bộn bề thế nào, bạn cũng cần nhớ phải ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia vào các hoạt động thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Khi bạn có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực, hãy tâm sự với mọi người xung quanh để được giúp đỡ và cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chớ nên giữ mọi chuyện ở trong lòng, đẩy mình vào cảnh căng thẳng không cần thiết. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Xem tử vi hàng tuần, trong 10 ngày đầu tiên của tháng 5 âm lịch cát khí lan tràn, người tuổi Kỷ Mùi nhờ thế mà đạt được khá nhiều thành công ngoài sức mong đợi. Công việc của con giáp này trong tuần khá thuận lợi, bản mệnh sau kỳ nghỉ dài được nạp thêm năng lượng, phát huy năng lực tốt hết mức có thể. Với người làm đầu tư, kinh doanh, tuần này là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của mình. Đôi bên chỉ cần thẳng thắn song phẳng với nhau thì sẽ hợp tác ăn ý, kiếm về tiền tài dư giả. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh đang xuất hiện trong khoảng thời gian này, nên bản mệnh cần phải đề phòng kẻo bị tiểu nhân hãm hại. Những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này có thể sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân sinh lòng đố kỵ, từ đó tìm cách hạ bệ con giáp này xuống vị trí thấp hơn. Xin nhắc nhở người tuổi Kỷ Mùi, chú ý các khoản chi tiêu vào thời điểm đầu tuần, kiếp tài án ngữ, bản mệnh có thể lâm vào hỏa hao tài phá lộc, tiền bạc hư hao, đi chơi ở những nơi có nhiều người đông đúc, dễ mất tiền như chơi. Tốt nhất là tiền bạc tư trang phải cẩn thận để mắt tới, đừng ham vui, rồi cuối cùng lại khóc mếu mất tiền. Về tình duyên thì có thể nói đầu tháng vận đào hoa khá vượng, bản mệnh có thể đón nhiều tin vui về đường tình cảm, người độc thân nên mở lòng mình hơn, có thể trong những lần du lịch, bạn sẽ gặp được người là định mệnh của cuộc đời mình. Các cặp đôi có thêm thời gian hâm nóng tình cảm, nên càng thêm nồng nàn thắm thiết. Bên cạnh đó, dù có muốn chinh phục đỉnh cao đến mấy, thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên ăn, quên ngủ khiến cơ thể mệt mỏi. Quý nhân, Tỵ, Hợi, tiểu nhân, Sửu, Ngọ, màu sắc may mắn, xám, cam. Con số may mắn 45, 62, 86. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Với người tuổi Kỷ Mùi, tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm mang theo những tin vui góp phần làm rạng rỡ vận trình cho con giáp này. Chẳng những tiền bạc, công danh tăng tiến nhờ được nguyệt mã cát tinh chiếu mệnh, mà ngay cả đường tình duyên cũng có nhiều tín hiệu đáng chúc mừng. Các cặp đôi đã giải quyết được những mâu thuẫn vướng mắc trước đó, có lẽ những ngày nghỉ vừa rồi đã giúp cho hai bạn hiểu và thông cảm cho nhau hơn, cũng nhìn thấu tình cảm của mình dành cho đối phương và cố gắng chung tay vun đắp cho cuộc sống hai người càng thêm hạnh phúc. Người tuổi Kỷ Mùi, nếu theo nghiệp kinh doanh thì sẽ dễ dàng phát tài, khi được các thần thực thần che chở tiền bạc, ào ào đổ về nhà. Tuy nhiên, điều này cũng phải đánh đổi ít nhiều, khi mà mọi người dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, thì bạn lại phải làm việc và phục vụ khách hàng. Đặc biệt, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ, nhờ trúng thưởng, trúng số. Tuy nhiên, bạn cần có cách sử dụng khoản tiền này hợp lý, chớ tiêu xài lãng phí, kẻo cuối cùng cũng của thiên trả địa. Công việc trong thời gian này tiến triển rất thuận lợi, thiên ấn cho thấy bản mệnh được cấp trên đánh giá cao bởi khả năng sáng tạo cũng như ứng biến tốt trước những tình huống bất ngờ phát sinh. Những người đã dành nhiều thời gian cho các công việc tay trái có thể thu về lợi nhuận hoặc thù lao xứng đáng với công sức trong thời gian này. Tuy nhiên, con giáp này cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, kẻo dễ vướng họa khẩu thiệt thị phi, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân. Quý nhân, Ngọ, Tỵ, tiểu nhân, Thìn, Tuất, màu sắc may mắn, trắng, xanh, con số may mắn 77, 14, 39. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch.
người tuổi Kỷ Mùi trong tử vi tuần mới gặp khá nhiều điều may mắn. Trước tiên là đường công danh, sự nghiệp đang thực sự đạt đến đỉnh cao. Khi mà bản mệnh biết được sở trường của mình là gì và biết phải đi theo hướng nào để có được thành công. Chính ấn cho thấy, càng về cuối tháng vận trình càng vượng, khả năng thăng tiến lại càng cao hơn. Bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để phát huy năng lực của mình, thể hiện hết những gì mình có, chắc chắn thành công sẽ không còn quá xa. Thái Dương phù trợ nhân duyên, nhờ thế mà chuyện tình cảm của con giáp này thời gian này có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm thấy người mình thực sự yêu thương. Việc bạn cần làm bây giờ chỉ là bày tỏ tình cảm của mình, thể hiện sự chân thành của mình đối với người ấy mà thôi. Vận trình tài lộc có phần bất ổn khi thăng trầm đan xen. Thực thần cho thấy tiền bạc vào nhiều nhưng có lẽ khó bề tích tụ. Khi mà kiếp tài lẳng nhẳng theo sau, trực chờ tìm cơ hội để khiến cho tiền bạc tiêu tan. Bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, thay vì tiêu tiền không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, chuyện làm ăn kinh doanh sẽ có bước tiến vượt bậc. Những dự án đầu tư trước đó của bạn dần đem lại lợi nhuận đáng kể. Nhờ đó mà bạn có một túi tiền rủng rỉnh, chuyện chi tiêu cũng không cần phải tính toán quá nhiều. Nếu có việc cần phải đi xa, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Cuối tháng hỷ thần ở hướng đông nam và tài thần hướng tây. Quý nhân, Hợi, Mão. Tiểu nhân, Tuất, Thân. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Con số may mắn 26-97-44. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, tháng năm âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Tý. Dê và chuột dường như không hợp nhau lắm, nhưng họ có thể trở thành một cặp nếu cả hai cùng nỗ lực. Hai hành tinh này khác nhau về nhu cầu và sở thích. Chuột thích giao lưu bạn bè và các hoạt động xã hội, còn dê lại có tâm hồn nghệ sĩ. Người tuổi chuột coi khiêu vũ hoặc đến các quán bar là trò giải trí, còn người tuổi dê lại muốn thả hồn cùng vẻ đẹp thiên nhiên khi có thời gian rảnh rỗi. Nếu là đối tác kinh doanh, hai tuổi này khá ăn ý, chuột sẽ đảm nhiệm vai trò với khách hàng, tổ chức và lập kế hoạch cho công việc kinh doanh. Chuột thích kiếm tiền, muốn có địa vị và rất có đầu óc kinh doanh. Về khoản kiếm tiền, dê ít nhạy cảm hơn, nhưng người tuổi dê cũng rất sáng tạo và cấp tiến. Nếu cả hai kết hợp cùng làm một công việc thành công là chuyện rất đơn giản. 2. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Sửu. Mối quan hệ giữa Sửu và Mùi có rất nhiều điểm cần bàn, vì đây là hai con giáp dường như đối lập nhau. Mâu thuẫn giữa hai hành tinh này bắt nguồn từ bản chất hoàn toàn khác nhau. Trong khi tuổi Kỷ Mùi mơ mộng và có phần hơi lập dị, thì tuổi Sửu lại hết sức thực tế và nhạy cảm. Bởi vậy, họ luôn tìm thấy những điểm khó chịu ở nhau. Người tuổi dê cho rằng, chính sự bảo thủ và thực tế của tuổi Châu khiến người cầm tinh con Châu hạn chế khả năng của chính họ. Còn tuổi Châu thì thấy tuổi dê sống quá thiên về cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này cần cố hiểu nhau thì mọi chuyện mới êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá, thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc, nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Bởi vậy đòi hỏi cả hai tuổi này phải cùng cố gắng và kết hợp hài hòa. 3. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Dần. Tuổi Kỷ Mùi càng đòi hỏi và yêu cầu càng nhiều thì Dần càng tách khỏi mối quan hệ và có thể chẳng bao giờ trở lại. Dần và Mùi cần cố gắng thật nhiều để làm hài lòng nhau. Dần bản chất dũng cảm, can đảm và có sức hút rất lớn có thể lấn át Mùi. Sớm hay muộn Mùi sẽ đòi hỏi và yêu cầu Dần phải làm theo ý kiến của mình. Tuổi Dần vốn thích tự do, bởi vậy nên không dễ dàng để mình bị trói buộc vào những khuôn phép mà tuổi Kỷ Mùi đặt ra. Mùi vốn nhạy cảm, sáng tạo và đặc biệt mong muốn được an toàn trong tình yêu. Lúc đầu Dần còn chiều chuộng, nhưng bản tính của người cầm tinh con hổ là đặt quyền độc lập, tự do lên trên hết. Vậy nên nếu tuổi Kỷ Mùi càng đòi hỏi và yêu cầu càng nhiều, thì Dần càng tách khỏi mối quan hệ và có thể chẳng bao giờ trở lại. Nếu hai hành tinh này là đồng nghiệp, Dần cần để không gian cho Mùi phát huy khả năng sáng tạo. Tuy trong con người Mùi có tính nghệ sĩ, nhưng không vì thế mà không đảm nhiệm tốt được công việc kinh doanh. Trong công việc, Mùi không thích mạo hiểm, làm điều gì cũng phải chắc chắn. Dù gì thì Mùi vẫn may mắn vì được làm việc cùng Dần vì sự lạc quan, dũng cảm.
hài hước của dân là món quà tặng lớn đối với tuổi Kỷ Mùi, vốn bi quan và mẫn cảm. 4. Tuổi Kỷ Mùi và tuổi Mão. Mão biết cách tận dụng lợi thế của tuổi khác, bởi tính hay dựa dẫm và bị động, tính cách này chẳng có vấn đề gì với Mùi cả, bởi Mùi hoàn toàn làm được, mối quan hệ giữa Mão và Mùi sẽ rất bền chặt. Hai tuổi này có những điểm giống nhau nhưng cũng có điểm khác nhau, may mắn là điểm khác nhau lại bổ sung cho nhau để hai con giáp này dễ dàng hòa hợp. Mão và Mùi đều mơ mộng, có tâm hồn nghệ sĩ và thường đưa ra quyết định theo cảm tính, cả hai hành tinh này đều cần một bờ vai để dựa. Khi là đối tác kinh doanh, Mão và Mùi có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba, bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả, đó là nghệ thuật, tình cảm. Bên cạnh đó, Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay Mão, vì Mão không có khả năng làm được. Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. 5. Tuổi Kỷ Mùi và tuổi Thìn. Thìn và Mùi có thể giao tiếp cởi mở với nhau, nhưng sức bền trong mối quan hệ của đôi bạn này phụ thuộc chủ yếu vào sức chịu đựng của tuổi Kỷ Mùi trước tính cách mạnh mẽ và ham chơi của Thìn. Vấn đề là ở chỗ, Mùi sống khá độc lập và không thích nghe lệnh của người khác, trong khi đó, Thìn tính cách mạnh mẽ, thích ra lệnh và chỉ huy. Bởi vậy nên khi người tuổi Kỷ Mùi không thể chịu đựng được nữa thì mâu thuẫn giữa hai con giáp này sẽ xảy ra. Nếu hai hành tinh này làm ăn chung với nhau, thì họ có thể tạo thành một tập thể liên tục đi lên, bởi họ có những tính cách bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Thìn thông minh và năng lượng dồi dào, sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến, còn Mùi cũng thích chỉ huy, nhưng làm những việc ở hậu phương. Vì vậy, giữa hai con giáp này không có chuyện tranh giành quyền lực. 6. Tuổi Kỷ Mùi và tuổi Tỵ. Có thể nói trong tất cả các mối quan hệ giữa hai hành tinh này, thì họ kết hợp ăn ý nhất trong tình yêu, tâm hồn họ gặp nhau ở chỗ, họ cùng rất nhạy cảm. Cả hai con giáp này đều cần giao tiếp với những người năng động hơn, để cho cuộc sống thêm sôi động và có ý nghĩa. Tỵ có vẻ như năng động hơn Mùi, có sức hút, được nhiều người biết đến hơn Mùi. Tuy nhiên, về cơ bản, Tỵ sống khá khép mình và cũng thích nghỉ ngơi. Trong suy nghĩ, Mùi năng động và có nhiều suy nghĩ tiến bộ và sáng tạo. Nhưng Mùi lại cần không gian tĩnh lặng để giữ cân bằng về phương diện tình cảm trong cuộc sống thường ngày. Khi là đối tác làm ăn, Tỵ và Mùi sẽ tạo thành một đế chế khá vững mạnh và có nhiều ý tưởng sáng tạo, với điều kiện khi họ có chung mục tiêu. Tỵ rất nhiệt tình trong công việc mà mình tin tưởng và Mùi rất tuyệt vời trong việc xây dựng các ý tưởng. Tỵ sẽ là người ở ngoài chiến tuyến để mở rộng khách hàng và góp mặt trong các cuộc họp. Tuy nhiên, Mùi cũng thích đứng ở vị trí lãnh đạo, bởi vậy, nếu tình huống này xảy ra, cả hai con giáp này sẽ rất vất vả khi làm ăn chung. 7. Tuổi Kỷ Mùi và tuổi Ngọ. Có thể khẳng định, hai con giáp này đến với nhau như một lẽ tất yếu, giữa họ cũng có nhiều điểm khác biệt, nhưng thú vị là những điểm đó lại bổ sung cho nhau. Ngựa khá khó hiểu và bí ẩn, họ không thích cảm giác ràng buộc vào cuộc sống gia đình, họ chỉ hướng tới những gì vui vẻ và tươi trẻ. May mắn thay, tuổi Kỷ Mùi lại rất nghệ sĩ và phóng khoáng, họ cũng khá thú vị để khám phá. Người tuổi Ngựa tự thấy mình rất hợp với Dê, còn Dê thì quý Ngọ ở sự thông minh, hài hước, đầy cá tính. Nếu là đối tác làm ăn, Dê sẽ là người đứng đầu vì con giáp này thích công việc quản lý. Dê suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty, thì Ngựa có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là Dê. 8. Tuổi Kỷ Mùi và tuổi Kỷ Mùi. Hai tuổi Kỷ Mùi rất hợp nhau vì họ đều là những tâm hồn nhạy cảm. Họ có suy nghĩ tiến bộ và dễ hiểu người khác, nhất là trong cùng một con giáp. Đôi khi hai người tuổi Kỷ Mùi có thể có những bất đồng quan điểm, đặc biệt là trong những khi căng thẳng, nhưng họ cũng sớm lấy lại được sự hòa hợp bởi họ có nhiều điểm chung như đều mơ mộng, lãng mạn, có nhiều ham muốn, vân vân. Mâu thuẫn xảy ra khi cả hai muốn giành quyền lãnh đạo người khác. Trong làm ăn kinh doanh, hai người tuổi Kỷ Mùi nên tìm người thứ ba để giúp đỡ trong việc quản lý tài chính. Vì họ thường dành nhiều thời gian cho sự lãng mạn, mơ mộng, nên ít có nhiều thì giờ dốc tâm lực cho việc đổi mới, cách tân để xây dựng công ty hoặc lo lắng về những vấn đề còn tồn đọng của công ty. Nếu hai người tuổi Kỷ Mùi đứng đầu một công ty, có thể xảy ra tranh chấp quyền lực, bởi vì họ đều thích lãnh đạo, vì thế đôi khi khó tránh khỏi mâu thuẫn xảy ra. Nơi hai người tuổi Kỷ Mùi làm việc chung, sẽ được trang trí một cách nghệ thuật và dựa vào phong thủy để giữ được sự hài hòa và cân bằng. 9. Tuổi Kỷ Mùi và tuổi Thân.
Mùi rất nhạy cảm và dễ xúc động, do đó, khi có cảm giác không được yêu thương, họ thường lo lắng và mất thăng bằng. Thân có tính cách sôi động, dễ gần, luôn tò mò và ưa mạo hiểm. Thân và Mùi dễ nảy sinh cảm xúc khi cùng tham gia những nhóm hoạt động xã hội, nhưng để làm cho Mùi cảm thấy thoải mái, lâu dài, Thân sẽ phải cố gắng rất nhiều. Trong mối quan hệ làm ăn, kinh doanh, hai người có thể sẽ phải chịu đựng những căng thẳng liên quan đến quyền lực vì cả hai đều thích làm thủ lĩnh. Thân thường chỉ ham vui chứ không thực sự là con người của công việc. Mùi là người có tham vọng phát triển các ý tưởng độc đáo, nhưng lại không giỏi trong vấn đề quản lý tài chính. Mùi thích trang trí nơi làm việc của mình theo phong cách riêng. Mặc dù thích quyền lực nhưng cả Mùi và Thân đều không quyết đoán, dễ bị dao động trước những lời xu nịnh, do đó họ cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng. 10. Tuổi Kỷ Mùi và tuổi Dậu. Mùi và Dậu phải hết sức cố gắng phân định xem ai chịu trách nhiệm về phần nào nếu muốn mối quan hệ của họ được suôn sẻ. Mùi không thích những cuộc cãi vã, còn Dậu thì xem những sự tranh luận là vớ vẩn, nên những cuộc cãi lộn giữa họ là ít thấy. Mâu thuẫn chính là do những nguyên tắc bất di bất dịch của Dậu. Trái ngược với những việc làm của Mùi, Mùi và Dậu có thể hợp nhau hơn khi là bạn làm ăn sẽ vẫn có sự ganh đua quyền lực, nhưng dễ thấy hơn là sự bổ sung cho nhau trong công việc. Dậu là người có con mắt tinh tế và có đầu óc, rất phù hợp với việc quản lý tài chính và những công việc tương tự khác. Còn Mùi có thể đưa những ý tưởng sáng kiến hay trong kinh doanh. Mùi khá may mắn, còn Dậu khá có duyên với tiền, nên hai tuổi hợp lại làm ăn sẽ rất phát đạt. 11. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Tuất. Mùi và Tuất có đôi chút không hợp nhau, tuy nhiên Tuất rất khéo léo trong cách cư xử, nên không có vấn đề gì giữa hai người là không thể vượt qua. Vấn đề chính là Mùi và Tuất có sự khác biệt về sở thích và khả năng. Mùi thích đứng một mình vì thấy rằng như thế sẽ tốt hơn là rơi vào những cảm xúc rối bời trong các mối quan hệ xã hội. Mùi thấy hạnh phúc và thoải mái với lối sống mơ mộng của mình. Ngược lại, Tuất là người sống thực tế hơn. Tuất thích giao lưu bạn bè và không ngừng phát triển những mối quan hệ của mình. Tuất thích những người bạn có năng lực và thích phiêu lưu. Khi là bạn làm ăn, kinh doanh, Mùi và Tuất có thể hỗ trợ nhau tốt hơn. Với khả năng ngoại giao tốt, Tuất có thể là người đại diện cho công ty trong công việc giao thiệp với khách hàng. Tuất rất trọng chữ tín khi làm một việc gì đó. Mùi có thể tin tưởng vào sự chân thật của người bạn đồng hành với mình. Mùi luôn thích vai trò lãnh đạo để có thể vận dụng tốt sự nhạy bén của mình trong kinh doanh, vạch ra những ý tưởng, kế hoạch để Tuất là người thực thi. 12. Tuổi Kỷ Mùi và tuổi Hợi. Mùi và Hợi có nhiều điểm chung nên tình yêu của họ rất êm dịu, ngọt ngào. Họ luôn tạo cho nhau cảm giác thoải mái. Hợi là người ham chơi nên thích những cuộc vui chè chén, đắm chìm trong tình yêu và nghỉ ngơi, thư giãn. Mùi không phải là người quá coi trọng vật chất, họ sống trong sự giàu có, về tâm hồn, nhưng đặc biệt trong tình yêu, Mùi cũng có nhiều ham muốn về thể xác. Trong mối quan hệ giữa hai người, Hợi luôn ngưỡng mộ trí tuệ và sự thông minh của Mùi. Mùi sẽ yêu sự hào phóng trung thủy và đáng tin cậy của Hợi. Trong làm ăn, kinh doanh, Mùi và Hợi có thể hợp tác và xây dựng được một công ty có tiếng tăm và uy tín, họ sẽ thành công nếu họ biết chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và đầu óc tinh tế của Mùi. Nhìn chung, Mùi khá may mắn nên luôn có được những thành công bất ngờ trong kinh doanh. Tuy nhiên, Mùi không được thực tế cho lắm, vì thế nên vấn đề tài chính thường do Hợi làm chủ. Hợi là người chăm chỉ trong công việc và dễ dàng làm theo sự chỉ dẫn của người khác, bởi vậy Mùi sẽ là người đứng đằng sau và nắm quyền lực của công ty. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, lời Phật dạy về nhân quả có câu, người không làm phước thì thường chịu quả báo, nếu tu được phước thì đời này và đời sau đều được an vui. Sự an vui, hạnh phúc ở đời đều do tu thân mà có được, hiểu nhân quả thì mới đoán được vận tốt xấu của mình và biết được thời gian quả báo xuất hiện. Trong kinh Phật cũng có nói, nghiệp chướng không thể biến mất, khi quả báo chín muồi có quy y cũng khó thoát, chỉ cần đã tạo nghiệp thì đến thời thuận lợi, nhất định sẽ thấy quả báo linh ứng. Và khi quý vị làm việc thiện mà không được quả báo ngay, đó là do thân khẩu ý của quý vị đã tạo nghiệp quá nhiều, lỗ hổng quá lớn, khiến cho tất cả phước đức đều bị thất thoát. Vì vậy, khi hiểu được nhân quả thì sẽ biết bói toán, bùa ngải chính là mê tín dị đoan. Chỉ có thích thiện mới có thể cải biến nhân quả, tăng phúc, cải biến vận mệnh. Nếu làm việc thiện và tích đức thì sẽ có phúc dày, ắt được phúc báo. Không cầu của cải thì phú quý sẽ không mời mà đến. Người có tấm lòng nhân hậu thì dù không được trời ban thưởng cũng được mọi người đối xử tử tế, suốt ngày vui vẻ, tự nhiên, sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu một người có tâm niệm xấu xa,
cho dù không có sự trừng phạt của thần linh, cũng sẽ bị mọi người lên án, suốt ngày sống trong hận thù, số phận ắt sẽ éo le. Thiện ác do trời định, người tốt không bị trời lừa, xin cho mỗi người đều biết nói lời lành, làm việc lành, có ý tốt, tích đức và được phước liên tục. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.